Thưa quý vị, hơn 11 năm đi vào hoạt động, cụm cảng Cái Mép Thị Vải gặp nhiều khó khăn vì thiếu cơ quan kiểm định hải quan chuyên ngành. Hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan phải lấy mẫu và gửi đi thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội để kiểm tra, khiến phát sinh thời gian lưu kho bãi, thậm chí là chậm trễ đơn hàng. Sau nhiều năm kiến nghị với Trung ương, mới đây tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan đã đưa vào hoạt động chi cục kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép Thị Vải. Đây được xem là một điều kiện quan trọng giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Cái Mép Thị Vải có lợi thế và tiềm năng vô cùng to lớn để trở thành cảng trung chuyển quốc tế với các cảng nước sâu, có thể đón được các siêu tàu của thế giới. Cụm cảng Cái Mép Thị Vải là một trong 23 cảng biển trên thế giới có thể tiếp nhận tàu 200.000 deadweight thuộc nhóm 50 cảng biển có sản lượng khai thác container cao nhất thế giới, bình quân 20% năm. Có số lượng tuyến tàu dịch vụ đi Mỹ và châu Âu hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hàng năm, đóng góp cho ngân sách trên 20.000 tỷ đồng từ thu thuế xuất nhập khẩu. Trong định hướng phát triển cảng biển của chính phủ, Cái Mép Thị Vải là một trong hai cảng đặc biệt của quốc gia. Đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phát triển cảng biển là một trong 4 trụ cột phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, đặt ra mục tiêu là tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, kết nối liên vùng và khu vực, hình thành hệ sinh thái logistics, xây dựng trung tâm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại khu vực cảng Cái Mép Thị Vải nhằm tăng năng lực khai thác cụm cảng, đưa cảng Cái Mép Thị Vải thực sự là cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế. Ngoài ra, tỉnh cũng đã đặt ra kế hoạch cho giai đoạn 2021-2025. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt khoảng 375 triệu tấn, bình quân khoảng 75 triệu tấn một năm. Tổng doanh thu dịch vụ cảng đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng doanh thu dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải, dịch vụ hậu cần cảng đạt khoảng 35.000 tỷ đồng. Thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng chung của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và của quốc gia. Do đó, yêu cầu về thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu thuận tiện là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Cái Mép Thị Vải vẫn chưa thực sự khai thác hết tiềm năng thế mạnh của mình do nhiều nguyên nhân. Trong đó có một nguyên nhân là chưa có chi cục kiểm định thực hiện công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo các doanh nghiệp, chính vì nguyên nhân này nên nhiều năm qua, các doanh nghiệp xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan phải lấy mẫu và gửi đi thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội để kiểm tra. Mỗi lần gửi mẫu kiểm tra, thời gian chờ đợi tối thiểu từ 3 đến 5 ngày. Lâu hơn có thể đến 7 ngày với chi phí từ 1 đến 3 triệu đồng một lần. Việc thời gian chờ kiểm định thông quan kéo dài làm tăng chi phí logistics, kéo dài thời gian lưu kho, cũng vì thế tiềm ẩn nguy cơ chậm trễ đơn hàng. Theo thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, hiện mới chỉ có hơn 15% lượng hàng container qua Cái Mép Thị Vải đi đường bộ và làm thủ tục hải quan tại Cái Mép Thị Vải. Số còn lại được trung chuyển về thành phố Hồ Chí Minh bằng xà lan làm thủ tục thông quan để giảm chi phí. Thưa quý vị, nhiều năm qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp xuất khẩu thường xuyên kiến nghị với Trung ương về việc thành lập chi cục kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép Thị Vải. Đặc biệt, cuối năm 2021, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về nội dung này nhân chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các bộ ngành liên quan quyết liệt triển khai sớm đưa chi cục đi vào hoạt động. Sau nhiều nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các bộ ngành trung ương, ngày 24 tháng 9 vừa qua, chi cục kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép Thị Vải chính thức đi vào hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo nhận định của Tổng cục Hải quan Việt Nam, việc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ thành lập chi cục kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép Thị Vải thể hiện tầm nhìn chiến lược của tỉnh, góp phần giảm thời gian thông quan, giảm chi phí, giá thành hàng hóa xuất nhập khẩu, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua đó, sớm đưa Bà Rịa Vũng Tàu trở thành trung tâm logistics của khu vực và thế giới. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã triển khai các công việc, phối hợp cùng tỉnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân sự để thành lập chi cục kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép Thị Vải chỉ trong một thời gian rất ngắn. Ngày 1 tháng 3 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành quyết định số 223
về việc thành lập chi cục kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép Thị Vải thuộc Cục Kiểm định Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan Việt Nam. Ngay sau khi có quyết định thành lập chi cục kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép Thị Vải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Cục Kiểm định Hải quan lựa chọn địa điểm và giao cho Ban Quản lý Dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, gồm các hạng mục khối nhà làm việc, khu vực bảo vệ, nhà phát điện, trạm kiểm định. Tại lễ triển khai đưa vào hoạt động chi cục, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định vai trò vị trí của cụm cảng Cái Mép Thị Vải trên bản đồ hàng hải thế giới và việc đưa vào hoạt động chi cục kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép Thị Vải sẽ giúp cảng biển Cái Mép Thị Vải phát triển hơn nữa trong tương lai. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mong muốn và tin tưởng rằng từ cơ sở này, chi cục kiểm định hải quan khu vực Cái Mép Thị Vải sẽ thực hiện tốt và hiệu quả các chức năng về kiểm định, phân tích, giám định để phục vụ công tác phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm giúp người dân và doanh nghiệp và cơ quan hải quan giảm bớt các thủ tục chi phí, rút ngắn thời gian thông quan tại khu vực cảng, góp phần phát triển nhanh hiệu quả hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải và cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai. Về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các cơ quan của tỉnh sẽ luôn luôn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất, kết nối tổ chức để chi cục kiểm định hải quan khu vực Cái Mép Thị Vải thực hiện tốt nhiệm vụ được trên giao. Ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan cho biết, chi cục kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép Thị Vải đưa vào hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển nhanh, hiệu quả hệ thống cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Chi cục sẽ trực tiếp thực hiện kiểm định, phân tích, phân loại, giám định, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả khu vực Đông Nam Bộ. Chi cục kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép Thị Vải không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trong hoạt động kiểm định, phân tích, giám định, phân loại hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, góp phần vào việc quản lý, thu đủ thuế cho ngân sách nhà nước, mà còn tham gia trong công tác kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Với việc thông quan trực tiếp sẽ giúp người dân, doanh nghiệp và cơ quan hải quan giảm bớt các thủ tục chi phí, rút ngắn thời gian thông quan, góp phần hỗ trợ phát triển nhanh, hiệu quả hệ thống cảng biển Cái Mép Thị Vải, một trong hai cảng biển đặc biệt quốc gia và cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai. Tổng cục Hải quan đã đầu tư hệ thống trang thiết bị máy móc quy mô hiện đại cùng một trạm kiểm định di động để đáp ứng yêu cầu kiểm tra kiểm định hàng hóa tại khu vực cảng Cái Mép Thị Vải. Với số lượng mẫu hàng năm gửi phân tích, phân loại khoảng 300 đến 400 mẫu, số tờ khai cần kiểm tra chuyên ngành từ 10 đến 20% trên 70.000 tờ khai, thì thay vì phải về thành phố Hồ Chí Minh kiểm định, kiểm tra, thì nay các doanh nghiệp sẽ được làm thủ tục ngay tại chi cục kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép Thị Vải. Điều này sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại cho doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp thì chúng tôi rất là vui mừng. Bởi vì khi có sự xuất hiện của chi cục ở đây, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đã nâng cao cái mở rộng cái phạm vi phục vụ dịch vụ đối với chuyên ngành hải quan. Đó là cái nhu cầu và cái mong muốn của các doanh nghiệp. Bởi vì khi chúng tôi có thể thực hiện các cái dịch vụ kiểm định tại chỗ, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí, chúng ta tiết kiệm thời gian và chúng ta đảm bảo được là cái công tác chất lượng về việc kiểm định là nó đạt được hiệu quả cao nhất. Có thể nói, đây chính là nền tảng góp phần cho cụm cảng Cái Mép Thị Vải thực hiện đúng vai trò cảng đặc biệt của cả nước và cảng trung chuyển quốc tế. Thưa quý vị, chương trình Cảng Biển Bà Rịa Vũng Tàu của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt quý vị.